Kính thưa quý khách và quý đại biểu, vì thời tiết rất khắc nghiệt, thế cho nên ban tổ chức của giáo xứ đã dựng một cái rạp phía nam nhà thờ và dựng một màn hình 300 inch để kính mời quý khách, quý đại biểu ngồi tham dự. Vì vậy, ban tổ chức chúng tôi xin kính mời quý cụ, quý ông, quý bà, quý khách và quý đại biểu trở về rạp ở phía nam nhà thờ để chúng ta ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị bước vào thánh lễ. Chúng con cũng xin kính mời quý cha đã về cùng với Đức Hồng Y dâng thánh lễ làm phép nhà thờ giáo xứ Tây Hòa. Chúng con xin kính mời quý cha vào bên trong phòng nhà xứ để cha xứ chúng con tiếp đón. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ban kèn đồng của giáo xứ An Khoái vào chúc mừng giáo xứ Tây Hòa. Xin kính mời ban kèn. Ban kèn của giáo xứ An Khoái. Xin trân trọng giới thiệu ban mục vụ của giáo xứ Ngọc Lũ vào chúc mừng. Xin kính mời. Mời quý khách về bàn để tổ chức chúng tôi được đón tiếp. Xin kính mời. Hiện nay thánh lễ, vì vậy các đoàn đại biểu, các giáo xứ, giáo hòa và các quý vị đại biểu đến mừng cho giáo xứ xin khẩn trương để chúng ta chuẩn bị bước vào thánh lễ. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin đề nghị chỗ ban lễ tân của giáo xứ xin kính mời tất cả các cụ, công, các bà, các quý vị đại biểu, quý khách về chung vui và tham dự thánh lễ làm phép nhà thờ của giáo xứ Tây Hòa. Ban tổ chức chúng tôi đã tổ chức bác rạp và triển khai màn hình 300 inch ở phía nam nhà thờ. Vậy xin kính mời quý cụ, quý bà, quý khách trở về phía rạp ở trước ở dưới phía nam nhà thờ để chúng ta chuẩn bị tham dự thánh lễ. Hiện nay trong nhà thờ đã chật rồi, thế nên kính mời quý đại biểu, quý khách xin kính mời về chỗ rạp phía nam nhà thờ để chúng ta tham dự thánh lễ. Cũng như hôm qua, chỗ cha xứ cũng như ban tổ chức đã thông báo, vì nhà thờ chúng ta tuy rằng có rộng nhưng với thánh lễ diễn ra hôm nay thì cũng rất là chặt. Vì vậy cũng xin được phép nói với tất cả bà con trong giáo xứ, chúng ta tỏ lòng hiếu khách với các quý vị đại biểu, quý khách mà giáo xứ đã mời về đây tham dự thánh lễ. Xin bà con trong giáo xứ vui lòng nhường lại chỗ cho các vị khách và các đoàn đại biểu mà chúng ta đã mời về đây tham dự khách về đây tham dự thánh lễ. Một lần nữa xin kính mời quý cụ, quý ông, quý bà, quý đoàn đại biểu và quý khách về tham dự thánh lễ. Xin mời về rạp.
Vâng. Con xin đọc đôi nét về nhà thờ mới trùng tu và giáo xứ. Phần thứ nhất con xin nói về lịch sử giáo xứ và nhà thờ mới. Khoảng năm 1710 đến năm 1726, khu vực Đồng Chuối đã đón nhận tin mừng do Đức Giám mục Louis Nees 1680 đến năm 1764. Đại diện tông tòa địa phận Tây Đào Ngoài mang đến giáo xứ Đồng Chuối cũng được thành lập trong khoảng thời gian này. Năm 1918, Đồng Chuối Hạ được tách ra thành từ xứ Đồng Chuối và lên xứ. Đến năm 1940 thì được đổi tên thành Tiêu Hạ. Ngôi nhà thờ đầu tiên của Tiêu Hạ là ngôi nhà bằng tre nứa, mái lợp bằng cỏ danh. Sau đó, ngôi nhà thờ bằng gỗ lim được thay thế để đáp ứng được các nhu cầu mục vụ của giáo xứ. Tới ngày 10 tháng 10 năm 1906, cha Gioan Tự được bổ nhiệm về coi sóc giáo xứ. Ngài đã quyết định khởi công xây dựng ngôi nhà thờ rộng lớn hơn để thay thế ngôi nhà thờ bằng gỗ lim. Sau 7 năm vất vả thi công, năm 1922, ngôi nhà thờ theo kiểu kiến trúc Gothic kiên cố đã được hoàn thành. Trong suốt thời gian dài gần một thế kỷ, ngôi nhà thờ đã được tu sửa nhiều lần. Tuy nhiên, nhà thờ vẫn tiếp tục xuống cấp. Vì thế, đến đầu năm 2015, giáo xứ quyết định trùng tu với sự hiệp nhất, người đi xa cũng như kẻ ở nhà, cùng chung sức chung lòng. Sau gần một năm tích cực, ngôi nhà thờ giáo xứ đã được trùng tu toàn bộ như hôm nay. Phần 2, sinh hoạt mục vụ. Giáo xứ Tiêu Hạ nằm trong địa bàn xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hiện nay giáo xứ có gần 4.000 tín hữu, gồm 3 giáo giáp là giáp Bắc, giáp Nam và giáp Tây, không có họ lẻ. Giáo xứ nhận quan thầy là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mừng vào ngày 8 tháng 12 hàng năm. Về nhân sự của giáo xứ, cha xứ An Tôn Trần Công Ý. Ban mục vụ giáo xứ Tiêu Hạ gồm có ông Phêrô Đào Xuân Hợi, chánh trương kiêm chùm họ sở tại; ông Phêrô Đào Văn Lộc, chùm phó; ông Giuse Đỗ Văn Bính, chùm phó; ông Giuse Trần Quang Lưu, thư ký; bà Anna Đỗ Thị Chuyên, thủ quỹ. Về các hội đoàn gồm có hội ông Thánh Giuse, hội Mân Côi, hội Anna, nhóm cầu nguyện lòng thương xót, hội chống ngũ lôi họ Đỗ, họ Nguyễn và của làng, hội kèn đồng, hội bát âm, ban ca đoàn, ban lễ sinh, thiếu nhi thánh thể. Về các nhà nguyện, ngoài nhà thờ xứ, mỗi giáp có một nhà nguyện nhỏ mới được xây dựng. Đó là nhà nguyện giáp Bắc, nhà nguyện giáp Nam và nhà nguyện giáp Tây. Các linh mục chính xứ đã phục vụ giáo xứ trong hơn một thế kỷ. Tạ ơn Chúa, giáo xứ chúng con liên tục có các cha về phục vụ và ở tại giáo xứ. Các linh mục quê hương. Các linh mục quê hương gồm có cha Phêrô Đào Kim Ngôn, chịu tử đạo ngày 24 tháng 5 năm 1859, thời Tự Đức và đang chờ xét phong thánh. Cha Phêrô Đỗ Văn Trung, thụ phong linh mục ngày 15 tháng 6 năm 2012.
các tu sĩ nam nữ, nhờ hồng phúc của tổ tiên, ơn Chúa ban qua các cha xứ, giáo xứ chúng con hiện nay có hơn 20 nam nữ tu sĩ đang phục vụ ở các dòng tu khác nhau trong cũng như ngoài nước. Việc trùng tu nhà thờ sau gần một năm tích cực thi công, cùng với những hy sinh vất vả trong tinh thần hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa, công việc trùng tu nhà thờ của giáo xứ chúng con đã được hoàn thành tốt đẹp. Hôm nay, 15 tháng 2 năm 2016, Đức Hồng Y Phê-rô về làm phép nhà thờ với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là quan thầy của giáo xứ. Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria quan thầy, Thánh cả Giuse, chúng con xin hết lòng cảm tạ và tri ân quý đấng bậc. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban chan hòa ân sủng xuống trên Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và quý khách. Con xin cảm ơn. Vì thế, ngày hôm nay, con phải sống yêu thương không hận thù, tha thứ không kết án.
Thank you.
Xin kính mời Đức Hồng Y, quý cha cùng cộng đoàn an tọa. Con xin trân trọng kính giới thiệu cha xứ An Tôn có đôi lời chào mừng Đức Hồng Y, quý cha và cộng đoàn phục vụ. Con xin kính mời cha. Trọng kính Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Hà Nội. Kính thưa quý cha, quý năm tứ tu sĩ và tất cả quý ông bà anh chị em cùng toàn thể quý khách. Kính thưa Đức Hồng Y, cùng với cộng đoàn hiện diện và 3.500 giáo dân xứ Tiêu Hạ, chúng con kính chào Đức Hồng Y và quý cha. Nhân dịp đầu xuân mới, chúng con xin kính chúc Đức Hồng Y và quý cha luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Thánh Chúa. Cộng đoàn đang hiện diện, đặc biệt giáo xứ Tiêu Hạ chúng con rất vui mừng được đón Đức Hồng Y, người cha chung của giáo phận về với chúng con trong dịp đầu xuân mới này. Sự hiện diện của Đức Hồng Y là sự hiện diện của vị mục tử nhân từ với đoàn chiên. Chiên của ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Chúng con xin dâng lên Đức Hồng Y lòng hiếu thảo, mến yêu, vâng phục và sự hiệp thông sâu xa trong cầu nguyện. Thưa Đức Hồng Y, giáo xứ chúng con hiện có hơn 3.500 giáo dân ở gọn trong một thôn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, để đời sống kinh tế được cải thiện, có tới 40% số gia đình đi vào làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Chúa đã quan phòng cả giáo dân ở nhà cũng như những người đi làm xa đều khá lên về kinh tế. Đồng thời, văn hóa cũng được nâng cao và nhất là đời sống đức tin nhờ đó cũng được tiến bộ trong cả sự hiểu biết cũng như trong thực hành. Nhờ sự quan phòng đó mà giáo xứ chúng con có thể dám nghĩ tới việc trùng tu ngôi nhà thờ xứ. Sau khi được Đức Hồng Y cho phép ngày 10 tháng 1 năm 2015, mọi người cùng hướng về nhà Chúa, chung sức, chung lòng, góp công, góp của, kẻ nhiều, người ít tùy khả năng, quyết tâm trong sự đoàn kết, hy sinh cao cả. Chỉ sau 10 tháng thi công, công trình nhà Chúa đã được hoàn thành như lòng mong ước. Kính thưa Đức Hồng Y, chúng con cảm nghiệm sự hiện diện của ngôi nhà thờ này là dấu chứng tình thương Thiên Chúa ban cho giáo xứ chúng con trong đời sống đức tin. Trong hơn một thế kỷ qua, không khi nào giáo xứ vắng bóng chủ chăn. Nhờ đó mà các sinh hoạt
trong giáo xứ được dồi dào và có chiều sâu. Qua hoạt động tông đồ của các hội đoàn và đội ngũ giáo lý viên nhiệt tình, giáo xứ chúng con vào thời tự đức có một chứng nhân đức tin là cha Phêrô Đào Kim Ngôn. Hiện tại có một linh mục là cha Phêrô Đỗ Văn Trung, một thầy chúng sinh và hơn 20 tu sĩ nam nữ đang phục vụ dân Chúa trong và ngoài giáo phận cũng như đang du học ở nước ngoài. Hôm nay Đức Hồng Y Thương về làm phép nhà thờ cũng là dịp Đức Hồng Y dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì bao ân lành Người đã yêu thương ban tặng cho chúng con. Đức Hồng Y cũng cầu nguyện cho chúng con biết đáp lại tình thương yêu của Chúa bằng một đời sống đức tin sống động. Đức tin phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Chúng con xin kính chúc Đức Hồng Y, kính chúc quý cha và cộng đoàn sức khỏe dồi dào, tràn đầy hồng ân của Chúa trong năm mới Bính Thân này. Nguyện xin Chúa là cha giàu lòng thương xót luôn là sức mạnh cho tinh thần yêu mến và phục vụ giáo hội của Đức Hồng Y và quý cha. Giờ đây chúng con kính xin Đức Hồng Y dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em rất thân mến, sau một năm đại trùng tu, nhà thờ Tiêu Hạ của chúng ta mang một bộ mặt mới. Vì thế cho nên hôm nay tôi đến đây để làm phép ngôi nhà thờ này. Bàn thờ này đã được cung hiến. Như thế chúng ta có một nơi cầu nguyện rất là xứng đáng dành riêng cho Chúa. Mời gọi anh chị em tham dự lễ làm phép này để từ nay mỗi một lần chúng ta bước vào trong ngôi nhà thờ này, chúng ta ý thức được đây là nhà Chúa, đây là nơi Chúa gặp gỡ chúng ta, và đây cũng là nơi con cái của Chúa gặp gỡ nhau. Chúng ta vui mừng để tụ họp lại đây dâng nhà thờ mới này cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy khẩn khoản lại xin Người thương đến ngự giữa chúng ta và dùng quyền năng của Người làm phép nước này để rảy trên chúng ta, làm dấu chỉ thống hối và nhớ lại bí tích chữa tội, cũng như đã thanh tẩy các tường nhà thờ mới này. Nhất là chúng ta phải quan tâm hiệp nhất trong đức tin và đức mến, làm thành hội thánh sống động ở giữa trần gian, là dấu chỉ và chứng nhân của tình Chúa yêu thương mọi người. Lạy Chúa, nhờ Chúa mọi vật đã được thấy ánh sáng sự sống. Chúa tha thiết yêu thương loài người đến nỗi không những chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha, mà còn rũ lòng thương lấy xương xa bác ái rửa họ sạch mọi tội lỗi và không ngừng dâng đưa họ về với Đức Kitô là thu lãnh. Quả vậy, vì lòng thương Chúa đã quyết định những ai vướng mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh thì được cùng chết với Đức Kitô
và được trỗi dậy trong sanh, trở nên chư thể của người và cùng người thừa kế phần thưởng đời đời. Vì vậy xin Chúa ban phép lành thánh hoa nước này, để khi rảy trên chúng con, nước này trở nên dấu chỉ thư nước thánh cứu độ đã gột rửa chúng con trong Đức Kitô, làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Xin Chúa thương ban cho chúng con và anh chị em sẽ cử hành các mầu nhiệm thánh tại bàn thờ này đang được đặt tới Jerusalem trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đến ngự trong ngôi nhà thờ này và dùng ơn Thánh Thần thanh tẩy chúng ta là đền thờ của Người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đổ phúc lành của Chúa trên nhà thờ này mà Chúa đã thương cho chúng con dựng lên, và xin cho các tín hữu khi tập hợp lại đây để gắn bó với lời Chúa và các mầu nhiệm thánh cảm nhận được sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã hứa ngự giữa những người tu họp nhân danh Người. Người hằng sống và hiến trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Nehemiah. Hôm ấy, ông Ezra cũng là tư tế đem sách luật ra trước mặt cộng đồng gồm đàn ông,
đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa nước, đọc sách luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách luật. Kinh sư Ezra đứng trước trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc này. Ông Ezra mở sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao hơn mọi người. Khi mở sách ra thì mọi người đứng dậy. Bấy giờ ông Ezra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân giơ tay lên đáp rằng: Amen, Amen. Rồi họ sấp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa. Ông Ezra và các thầy Lê Vi đọc rõ ràng và giải thích sách luật của Thiên Chúa. Nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc. Bấy giờ ông Nơ-khe-mi-a, tổng đốc, ông Ezra, tư tế kiêm kinh sư, cùng các thầy Lê Vi là những người đã giảng giải luật Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng: Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Anh em đừng sầu thương khóc lóc. Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời sách luật. Ông Ezra còn nói với dân chúng rằng: Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Đó là lời Chúa. Ra khỏi nơi cát bụi đen,
kẻ mọn hèn bị khinh miệt cười trên. Chúa cất nhắc lên từ đông phân cho tàn những kẻ nghèo và người tung thiếu. Chúa đặt họ lên ngang bậc quý trọng, cho họ ngồi với những bậc quân vương. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em là tòa nhà của Thiên Chúa. Theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi như một kiến trúc sư lành nghề đã đặt nền móng, còn kẻ khác thì xây lên. Nhưng mỗi người hãy xem coi mình xây lên thế nào, vì chưng không ai có thể xây dựng một nền tảng khác ngoài nền tảng đã được xây dựng là Đức Giêsu Kitô. Nếu có ai dùng vàng bạc, đá quý, ván gỗ, cỏ cây, rơm rạ mà xây cất trên nền tảng đó, thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ hiện. Thật vậy, ngày của Thiên Chúa sẽ bày ra tất cả, vì nó được mặc khải trong lửa, và chính lửa này sẽ thử nghiệm công trình của mỗi người. Anh em không biết, anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là đền thờ ấy. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông trèo lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Ông vội vàng chụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ,
bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn tiếp tục đứng. Chúng ta đã có một ngôi nhà mới, nhà thờ mới. Vậy anh chị em tự hỏi rằng thì có khác gì không? Có gì đổi mới nơi tôi, nơi gia đình tôi, nơi giáo xứ tôi hay không? Trước hết chúng ta trở lại bài đọc 1 trích sách Nehemia. Và chúng ta thấy có một cái gì đó mới kể từ ngày hôm nay. Vì bài sách Nehemia đã tường thuật lại một buổi mà ngày nay chúng ta gọi là phụng vụ lời Chúa. Vì vào thời kỳ đó chưa có các cái lễ nghi như ngày nay. Và người ta cũng chỉ mới có một số phần của sách thánh, chưa được có cả Tân Ước thì không có rồi, mà Cựu Ước thì cũng mới có một phần thôi. Phần đó là phần về sách lịch sử, sách luật và các thánh vịnh. Nhưng chúng ta thấy tác giả đã tường thuật, dân chúng đã biết lắng nghe lời Chúa như thế nào, dân chúng đã biết trân trọng lời Chúa như thế nào. Nội cái việc mà lời Chúa được công bố từ sáng đến trưa và dân chúng chăm chú lắng nghe, không phải chỉ lắng nghe bằng lỗ tai mà thôi, mà lắng nghe bằng tất cả tâm hồn của mình. Vì có những lúc lời Chúa kêu gọi họ sự ăn năn sám hối thì họ khóc lóc. Và khi lời Chúa nói lên những cái điều thật là phấn khởi thì họ vui mừng, họ đáp lại Amen, Amen. Cho nên giữa việc lời Chúa được công bố và dân Chúa đón nhận có một cái sự hiệp thông. Chúng ta trở lại với cái cách thức mà chúng ta trong thánh lễ nghe lời Chúa hay là đọc công bố lời Chúa. Hôm nay chúng ta có một ngôi nhà thờ mới rồi, thì những việc cử hành nó cũng phải cho nó phù hợp. Chớ gì ở nơi cái bàn đọc sách này, lời Chúa lại được tiếp tục công bố, lời Chúa lại được tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta. Vì lời Chúa cũng chính là Chúa ở giữa chúng ta, Chúa tiếp tục nói với chúng ta. Và lời Chúa là chân lý, lời Chúa là sự sống. Cho nên chớ gì chúng ta noi cái gương anh em chúng ta xưa kia, biết trân trọng, biết lắng nghe lời Chúa. Và về phía anh em linh mục chúng tôi cũng sẽ cố gắng đào sâu lời Chúa để có thể giải thích cho anh chị em. Và chúng tôi sẽ cố gắng chỉ nói lời Chúa, không nói lời thế gian, không nói sự khôn ngoan của thế gian ở nơi bàn đọc sách đầy
để anh chị em được nuôi dưỡng bằng một lương thực. Và lương thực đó thì Phụng vụ đã nhắc nhở chúng ta, giáo hội luôn luôn tôn trọng bàn tiệc thánh thể cũng như bàn tiệc lời Chúa. Và cả hai cái bàn tiệc này sẽ nuôi sống chúng ta. Và nhờ vậy mà chúng ta mới có cái đức tin, chúng ta mới mạnh mẽ sống cái đời sống đạo của chúng ta ở giữa một cái thế gian, ở giữa một cái xã hội đầy rẫy những cái sự lôi cuốn của tội lỗi. Mà nếu chúng ta không có một cái lương thực như vậy để có cái sự sống thì chúng ta sẽ bị lôi cuốn, chúng ta sẽ bị chiều theo. Và như thế là chúng ta bỏ Chúa lúc nào mà chúng ta cũng không biết. Bài đọc 2 nói với chúng ta không phải chỉ có một cái ngôi nhà thờ mới rất là đẹp và rất là phù hợp để cử hành phụng vụ. Nhưng Thánh Phaolô nói anh em là đền thờ của Thiên Chúa. Tôi nghe nói việc trùng tu nhà thờ này thì cũng tốn trên 4 tỷ. À, 4 tỷ. Nhưng mà người ta có thể tham nhũng 4.000 tỷ, 4.000 lần hơn. Nhưng mà những cái việc mà đồng tiền để mà xây dựng thì không có bằng một tí ti nào công việc mà Chúa đã xây dựng là chúng ta. Chúng ta trọng hơn nhà thờ. Nếu trong nhà thờ thật là đẹp, thật là nguy nga mà chỉ có những tâm hồn nhỏ mọn, chỉ có những tâm hồn ích kỷ, không xứng đáng. Vì ngôi nhà thờ này là vì chúng ta, cho nên anh em hãy là đền thờ của Chúa. Chúng ta vào đây để cho cái tâm hồn của chúng ta càng ngày càng trong sạch, càng ngày càng trong sáng, càng ngày càng xứng đáng để Chúa Thánh Thần đến và ở với chúng ta. Thánh Phaolô nói rõ đền thờ của chúng ta là được xây dựng trên một cái nền tảng rất là chắc chắn. Các cái ngôi nhà càng lớn chừng nào, càng cao chừng nào thì đòi hỏi cái nền phải càng chắc chắn chừng đó. Vậy cuộc đời của chúng ta, con người của chúng ta xây dựng trên nền tảng mà Thánh Phaolô bảo đó chính là Đức Kitô. Đức Kitô là nền tảng mà Chúa xây dựng trên chúng ta. Và chúng ta được xây dựng, nhưng mà phải xem coi chúng ta được xây dựng bằng cái vật liệu gì. Trong thư Thánh Phaolô nói rõ bằng đá quý, bằng gỗ quý hay là bằng rơm, bằng rác. Cuộc đời sẽ minh chứng cho chúng ta. Nếu chúng ta được xây dựng bằng đá quý, bằng gỗ quý thì nó sẽ vượt thử thách và thời gian mà tồn tại. Còn nếu chỉ là rơm rạ thì nó sẽ bị tiêu hủy đi. Cho nên chúng ta cần phải được xây dựng bằng lời Chúa, bằng thánh thể, bằng các bí tích, bằng lời cầu nguyện. Những điều đó là những cái vật liệu để xây dựng chúng ta cho thật chắc chắn. Hôm đó Chúa Giêsu đi và có dân chúng tuôn đổ đi theo Ngài, thì có một người luôn thấp bé tìm cách len lỏi để nhìn Ngài nhưng mà không nhìn được, vì ông thì thấp bé mà dân chúng thì đông quá. Ông chạy ra phía trước, ông trèo lên trên một cái cây để ông nhìn, chỉ vậy thôi. Thế mà Chúa Giêsu đi ngang, Ngài làm như là tình cờ, Ngài ngước nhìn lên cây. Ngài ở giữa đám đông, Ngài đang đi, thì tại sao Ngài dừng và lại nhìn lên cây? Là vì Ngài biết nơi đó có một con người đang mong ước được thấy Ngài.
thấy. Nhưng mà Chúa Giêsu thì quảng đại hơn. Hỡi Gia-khê, hãy xuống đi, hôm nay tôi sẽ đến nhà của ông. Và khi Gia-khê đã mừng rỡ xuống và gặp gỡ Chúa, thì tức khắc ông thấy trong tâm lòng, trong tâm hồn ông hoàn toàn đổi mới. Ông có một cái gì đó thúc đẩy ông: lạy Thầy, con sẽ chia phân nửa gia tài của con cho người nghèo. Và nếu con có làm thiệt ai hai, con sẽ đền bù lại 4 lần. Chúa Giêsu nói: hôm nay ơn cứu độ đã đến trong ngôi nhà này. Cho nên chúng ta có được cứu độ hay không, không phải là vì cái ngôi nhà thờ mới. Chúng ta có được cứu độ hay không là chúng ta quay trở lại với Chúa. Chúng ta đến để gặp gỡ Chúa, và Chúa thì luôn luôn sẵn sàng đến với chúng ta. Và khi đã được gặp gỡ Chúa thì phải lắng nghe lời Chúa. Mà lời Chúa thì bao giờ cũng kêu gọi chúng ta hãy quay trở lại với Chúa. Cho nên tôi sẽ bố thí phân nửa gia tài của tôi. Tôi sẽ đền bù gấp 4 lần những gì tôi đã thiệt hại. Chúng ta đang ở trong năm lòng Chúa thương xót. Cho nên Chúa luôn luôn thương xót chúng ta. Và chúng ta đang ở trong mùa chay, luôn luôn kêu gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối, hãy quay trở lại với Chúa. Thưa anh chị em, nếu chúng ta muốn ngôi nhà thờ này của chúng ta xứng đáng là đền thờ của Chúa, nếu chúng ta muốn ngôi nhà thờ này là nơi cứu độ của chúng ta, hãy lắng nghe lời Chúa, hãy để cho Chúa chất vấn lương tâm của mình: tôi có làm điều gì mà phạm đức công bằng không? Tôi có nói năng cái gì phạm đến bác ái hay không? Tất cả nhiều đó lạy Chúa, vì hôm nay con có ngôi nhà thờ mới và con tin rằng Chúa ở giữa chúng con. Chúa sẽ thanh luyện thay đổi chúng con. Đáp trả lại lời Chúa, con sẽ sống công bằng hơn, con sẽ sống bác ái hơn, để có thể xứng đáng là ngôi nhà cho Chúa ngự. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng cầu xin Chúa là Cha toàn năng, người đã tập hợp chúng ta lại đây để làm phép dâng kính người ngôi nhà thờ này. Xin người biến đổi chúng ta thành đền thờ sống động để tôn vinh người. Trên viên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Phêrô, để các ngài luôn là sự hiện diện của Chúa giữa lòng hội thánh. Chúng con cầu xin Chúa. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã ban Con một của Ngài cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Nhờ đó mà được sống và sống dồi dào. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa.
thờ là nơi Thiên Chúa gặp gỡ và ban ơn sủng cho con người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong giáo xứ luôn biết yêu mến Chúa và siêng năng tham dự thánh lễ và các giờ kinh nguyện. Nhờ đó mỗi ngày nên xứng đáng là con Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thưởng dồi dào phúc lành cho những ai đã quảng đại hy sinh công sức, tiền của và sáng kiến trong việc tái thiết nhà thờ này. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các tín hữu Chúa được nước rửa tội, làm cho họ trở nên đền thánh Chúa, và Chúa thương ban cho họ được xây dựng những ngôi thánh đường. Xin Chúa đón nhìn con cái Chúa đây đang hân hoan hợp nhau để khánh thành ngôi nhà thờ này. Xin Chúa xây dựng họ vươn lên thành đền thờ Chúa và cho họ được hưởng đền thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ vật thay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu lễ cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, giữa cơn gian nan khốn khó, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận và biến đổi nỗi cay đắng. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con một Chúa để cứu chúng con khỏi sự dữ và khỏi tay tử thần. Hôm nay chúng con nhận lễ tạ ơn, chúng con dâng tiếng vì Chúa đã cho chúng con khỏi mọi thử thách gian nan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy chúng con không cần ca ngợi, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn cả thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tung hô rằng: máu giao ước mới và vĩnh cửu,
sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chịu chết và hiến dâng Chúa sống lại cho tới vì Chúa ấy. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con, Đức Cha Phụ tá Lorenzo và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh xem chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin ấy Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giô-se bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Hướng lời Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để sự dữ, xin đoài thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp
chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Ngài nuôi con bằng tình thương yêu, bằng
thiên ân huyền nhiệm cao siêu. Con không biết lấy gì đền đáp tình trong vô minh ân thánh giúp con phục hồi, ơn thánh giúp con phục hồi. Ngài nâng con bằng nguồn ân thiêng và đưa con vào hàng dân riêng. Con không biết lấy gì đền đáp tình thương. Đó là tình Chúa yêu con. Đó là tình Chúa yêu con. Tình yêu con là bê ca ngoài mòn tâm. Yêu con từ thuở muôn đời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là nguồn sự sống, Chúa ban hành bánh trường sinh để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và tăng cường sức mạnh cho chúng con. Ước gì chúng con luôn được Chúa hướng dẫn cho đến khi đạt đến đời sống vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành, ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em giữ tràng phúc lành của người, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm Bính Dần, được hồn an xác mạnh. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững trong cùng đức mến. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương đến anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Giờ đây con xin kính mời Đức Hồng Y quý cha an tọa. Con xin kính mời quý công đoàn an tọa. Trọng kính Đức Hồng Y, trong niềm hân hoan, vui mừng tạ ơn Thiên Chúa. Giờ đây con xin giới thiệu ông trùm Phêrô Đào Xuân Hợi, đại diện cộng đoàn giáo xứ lên bày tỏ tâm tình tri ân với Đức Hồng Y, quý cha, quý khách và cộng đoàn. Con xin kính mời ông. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô, kính thưa cha xứ, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cố, quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Trong niềm vui hân hoan của những ngày đầu năm Bính Thân, giáo xứ Tiêu Hạ chúng con được chào đón Đức Hồng Y về làm phép nhà thờ, dâng thánh lễ tạ ơn cho giáo xứ. Chúng con có ngày hôm nay là nhờ hồng ân Chúa ban. Chúng con hết lòng tạ, cảm tạ, tri ân Đức Hồng Y. Cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cố và cộng đồng dân Chúa. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm và bà con giáo dân đang làm ăn sinh sống ở miền Nam cũng như trong giáo xứ đã góp công, góp của, góp sức, góp của cải vật chất, trí tuệ và những sáng kiến khôn ngoan nữa giúp cho công trình sớm được hoàn thành. Chúng tôi cũng xin
Cảm ơn các tổ thợ xa gần, không quản vất vả khó nhọc, thời tiết mưa nắng, đã nỗ lực hoàn thiện công trình tốt đẹp. Nhân ngày đầu xuân, con kính chúc Đức Hồng Y được tràn đầy ơn Chúa, ơn sức khỏe, ơn khôn ngoan, thánh thiện và trường thọ. Xin Chúa gìn giữ, nâng đỡ và đồng hành với Đức Hồng Y trên mọi nẻo đường, để Đức Hồng Y chèo lái con thuyền của giáo hội đến bến bình an hạnh phúc. Kính chúc cha xứ, quý cha, quý thầy, quý sơ và cộng đồng dân Chúa một năm mới bình an, hạnh phúc và tràn đầy phúc lộc Chúa Xuân. Con xin cảm ơn, để tỏ lòng thành kính biết ơn và ghi lòng tạc dạ nhớ ngày hôm nay. Chúng con có bó hoa tươi thắm để tỏ lòng thành kính dâng lên kính Đức Hồng Y. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ tuyệt vời, Chúa ban tràn đầy hồng phúc. Xin chúc mừng và xin chúc mừng. Giờ đây con xin kính Đức Hồng Y có đôi lời huấn từ với cộng đoàn chúng con. Những gì cần phải nói trong cái dịp lễ đáng ghi nhớ này, tôi cũng đã gửi gắm trong cái bài chia sẻ tin mừng. Và nếu anh chị em sẵn sàng để còn có thể nghe thì tôi cũng sẵn sàng có thể nói. Điều thứ nhất, tôi thấy Đức Thánh Cha Ngài có khuyên chúng ta bằng một cái hình ảnh mà sao tôi thấy nó rất là cụ thể mà rất là dễ nhớ. Ngài nói với chúng ta, anh em hãy nối dài cái bàn ăn của anh em. Cái điều này thì chắc là cha quản lý tòa giáo mục thì không đồng ý, tại vì chúng tôi ăn bàn tròn thế nên không nối dài được. Nhưng mà cách chung thì chúng ta cái bàn hình chữ nhật có khi 4 người, khi 6 người. Nếu cái bàn đủ cho 4 người, bây giờ chúng ta nối cho thành 6 người. Cái bàn đủ cho 6 người thì bây giờ nối cho thành 8 người. Ý Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta khi ăn, khi uống, khi ở, hãy nhớ đến những người không có ăn, không có uống, không có chỗ ở. Nối dài có nghĩa là chúng ta chia sẻ. Tôi thấy trong thánh lễ ban nãy chị cha xứ có giới thiệu, và điều nào thì tôi nghe cũng rất là hay, cũng rất là tâm đắc. Mà có một điều thì tâm đắc nhiều hơn mà tôi cũng rất lấy làm lạ, mà tôi cũng rất là vui khi nghe cái điều đó. Cha xứ nói rằng là Chúa đã thương ban cho giáo xứ, cho người ở cũng như kẻ đi, cho người sinh sống tại địa phương cũng như người đi phương xa cầu thực, thì nơi nào Chúa cũng ban cho cái đời sống vật chất khấm khá. Ít nơi mà giới thiệu như vậy lắm. Thì thôi, cha xứ Ngài ai cũng biết Ngài tốt lành thánh thiện lắm rồi, Ngài nói thì tôi tin thôi. Vậy thì nếu mà chúng ta nơi này và cũng như là ở nơi khác mà gốc từ giáo xứ mà khấm khá, thì chúng ta thực hiện cái chương trình nối dài cái bàn ăn như Đức Thánh Cha kêu gọi. Rồi tôi xin một cái điều thứ hai, cũng là xuất phát từ ý tưởng của Đức Thánh Cha trong cái dịp đầu năm. Khi Ngài có cái sứ điệp đầu năm như thói quen của các Đức Giáo Hoàng, thì năm nay Ngài lấy một cái từ ngữ dễ nhớ đó. Ngài bảo với chúng ta là phải lướt thắng sự thờ ơ để xây dựng hòa bình. Nghe nói đến xây dựng hòa bình thì chúng ta nản lắm, xem ra càng xây dựng thì nó lại càng có chiến tranh, và bây giờ thì cũng chẳng thấy có nơi nào hòa bình mà chiến tranh còn hơn trước nữa.
Nhưng Đức Thánh Cha nói có một cái liều thuốc, nhưng mà vì người ta không có sử dụng cho nên cái bệnh đó nó không có lành được. Đó là cái bệnh thờ ơ. Và nếu anh chị em muốn biết thờ ơ là cái gì, anh chị em chỉ cần nhớ lại câu chuyện mà Chúa Giêsu đã nói về cái người Samaritano nhân hậu. Có một người đi đường bị kẻ cướp chặn đường, nó đánh đập, nó moi móc hết tất cả tiền bạc, rồi nó vứt anh ta ở vệ đường. Có một thầy tư tế đi ngang tránh đi nơi khác, có một thầy khác nữa đi ngang thấy tránh đi nơi khác. Và cuối cùng thì có một người, và người này thì bị người ta gọi là cái dân ngoại đạo, dân lạc đạo, đó là một người Samaritano. Đi đến thấy như vậy, anh đều xuống lừa, anh đến bên cạnh cái người bị nạn đó, anh xức thuốc, xong anh băng bó, xong rồi anh đưa lên nằm trên cái, ngồi trên cái con lừa của anh. Còn anh thì xuống khỏi con lừa và dắt con lừa để đi, đi đến một cái quán trọ gần nhất. Anh gửi gắm cho ông chủ quán và ông còn nói rằng xin ông tiếp tục và chăm sóc, thiếu tiền bao nhiêu khi trở về tôi sẽ chăm sóc. Đấy, thì chúng ta thấy có những người thờ ơ và có người thì không có thờ ơ. Và nếu chúng ta đừng có thờ ơ, chúng ta biết quan tâm, chúng ta biết để ý đến người nghèo, đến người đau khổ, đến người cô đơn, đến người bị ức hiếp, đủ hết những cái hàng người đó, thì hết chiến tranh, thì hòa bình sẽ đến. Và cái điều đó trước hết là trong gia đình. Người chồng đừng có thờ ơ với người vợ, người vợ đừng thờ ơ với người chồng. Cha mẹ đừng thờ ơ với con cái đừng thờ ơ với cha mẹ. Trong nhà đừng thờ ơ với ngoài đường. Và cứ như thế là chúng ta đem sự bình an, chúng ta đem hòa bình đến cho tất cả mọi người. Đó là hai điều tôi xin gửi đến anh chị em trong những ngày đầu năm. Và qua những việc làm này, chắc chắn Chúa tiếp tục chúc phúc ban ơn cho giáo xứ của chúng ta mà Ngài đã thương gìn giữ, là một giáo xứ gần như là hiếm hoi, không bao giờ vắng mặt một chủ chăn. Những nơi khác có, nhưng mà chỉ đến làm lễ rồi đi về. Còn nơi giáo xứ chúng ta luôn luôn hiện diện. Chớ gì qua cái sự hiện diện đó, Đức Kitô, tin mừng, lời của Chúa luôn luôn hiện diện ở giữa anh chị em. Tôi xin cảm ơn. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Lại nắng ngài đổ xuống trên.
Đi về lần này, về lần hai bên tập trung hai bên cho nó cầm cầm cờ ai vào đưa cho người ta đó đó. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các quý khách chúng ta về phía bắc nhà thờ để cùng chia vui với giáo xứ chúng tôi. Xin cộng đoàn giơ cao cờ để chào đón Đức Hồng Y của chúng ta. Ông đồ là chủ chân các linh hồn và được ủy thác sứ mệnh duy trì mãi mãi công việc Chúa Kitô. Chủ chân để dỗ và thánh hóa mọi. Nhờ Chúa Thánh Thần, các đức giám mục trở thành thầy dạy đức tin là chủ tế và chủ. Ngài đại diện cho Chúa Kitô đến viếng thăm chúng ta. Chủ sự thánh lễ, thánh hiến nhà thờ giáo xứ chúng ta, nhờ việc làm phép nhà thờ này, ngôi thánh đường của giáo xin chuông dừng. Xin chúng ta dừng chuông. Xin chúng ta dừng chuông. Trên đoạn đường gần 100 cây số, thời tiết mưa lạnh nhưng mà Đức Hồng Y đã về tới khuôn viên nhà thờ chúng ta trước giờ dự định. Xin anh chị em chúng ta vào trong nhà thờ trật tự và chúng ta hợp ý cầu nguyện vắn tắt. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị cho thánh lễ được đúng giờ. Xin anh chị em chúng ta vào trong nhà thờ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc đoàn dân Chúa và đã chọn các tông đồ để hướng dẫn chỉ huy. Chúng con xin phó thác cho Chúa người kế vị thánh tông đồ là Đức Hồng Y Phêrô mà Chúa đã đặt làm giám mục chúng con. Xin ban cho người thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện để người lãnh đạo hội thánh chúng con. Nhờ đó, trong thế gian hôm nay, hội thánh toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin
chớ để chúng con xa trước cám dỗ, cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong từ Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Con cháu Eva ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi góc lóc than thờ kêu khấn bà thương hỡi.